Anh ơi, bộ anh làm kiểu này với tất cả mọi người hả? Không có, mỗi người mỗi kiểu khác nhau mới có nhiều cảm hứng Dạ. chứ. Em á là anh thích kiểu em phải chống cự lại á. Dịu dàng lên, anh mua em ra đi anh, chống cự mạnh lên nữa đi. Vì ta chỉ có một lần để sống. Gặp em ngoài đời mới thấy em nhỏ nhắn xinh xắn gì luôn á. Em, anh hỏi thiệt nha, em đủ 16 tuổi chưa? Năm nay em 18 rồi. 18 tuổi rồi? Dạ. Ủa vậy mà nãy giờ anh cứ tưởng em 14 không á. Trời ơi dễ thương quá. À, em muốn gì? Dạ. Em ơi, dạ. Em, cho anh hỏi ở quán mình có cái gì đặc biệt nhất? À, dạ. Em ơi. Dạ. Em bị sao vậy? À, dạ em đang bị cúm anh. Sao vậy? Đi làm mà bịt khẩu trang đi luôn hả? Dạ bị cúm cho nên mới bịt. Nếu mà anh cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với em thì không, ra không được. Không cần em. Em cứ giữ yên đó rồi. À, dạ dạ. Đứng xa xa ra chút xíu để mình tiện nói chuyện nha. Dạ rồi. Trời ơi, sao bệnh rồi mà không có ở nhà đi rồi đi làm chi cho cực vậy? Em xin lỗi anh chị, nó làm chị khó chịu. À, nhưng mà anh chị dùng gì ạ? À, hay là để em giới thiệu những cái món nước nổi tiếng ở quán của em nha. À, món đầu tiên là nước ép bỉ ổi. À, là ổi nhập ở bên Bỉ à. À, rồi còn nước ép hoa dâm bụt trộn với cà tím dê. Quán này nhiều món lạ quá hả anh? À, chị cho em một nước ép ổi ở bên Bỉ nha. Còn anh uống gì? Anh hả? Anh thì chỉ thích uống những cái nước bất kỳ do em pha trong lúc mình tập, thì lúc đó anh mới cảm thấy là mình có nhiều cảm hứng sáng tạo nhất. Anh này biết giỡn ghê á. A à, hi hi đồ ngốc. Tự nhiên cái anh nói chuyện với em, anh có cảm giác như là mình trẻ lại 10 tuổi luôn vậy đó. Ôi anh thích những cái nét mà ngây thơ hồn nhiên như em vậy nè. Để anh sửa cái vai trong phim tới thành một cô gái mới lớn, hợp với em lắm á. Cái gì vậy? Em xin lỗi anh ơi. Em ơi. Dạ. Cái gì? Để em lau cho. Khỏi đi. Trời ơi, bệnh làm ơn ở nhà giùm cái đi. Đi ra tới đây thì tay chân luống cuống lộng cộng. Dạ, nhiệt dạ. Tình. Thôi khỏi đi. Đừng có đụng vô người tôi giùm cái. Em thông cảm nha. Dạ. Chờ anh chút xíu. Nhé. Xin lỗi anh. Ôi. Em gái, em gái, em gái. Chị nói nghe nè, em đừng có tin đến ông đạo diễn đó nha. Ông là người chuyên đi dụ dỗ các cô gái trẻ đó. Ông hại biết bao nhiêu người rồi đó. Em đừng có nghe lời ông dụ dỗ, đừng có đi theo ổng nha. Trời ơi, chị ăn nói gì mà kỳ cục vậy? Ảnh là đạo diễn có tên tuổi mà sao hại tôi được? Tôi không cho chị nói xấu đàn anh của tôi đâu nha. Chị biết là cái chuyện rất là khó tin. Nhưng mà chị á, ở trong hội chị em phụ nữ hỗ trợ những người bị lạm dụng tình dục, cứu chị em phụ nữ khỏi những cái tên yêu rau xanh giống vậy đó. Cho nên đó hả, em cẩn thận đề phòng hơn là bất cẩn. Em nghĩ chị đi. Thôi chị đừng có nói xấu anh nữa. Chị tính chia rẽ tôi với anh đi, chị giành vai diễn chứ gì. Không có mà, em nghe lời chị đi. Em đi về đi, em đi về đi, đừng có đi chủ quán nữa. Chủ quán ơi. Kim. Nhân viên gì mà kỳ cục vậy? Đi đâu vậy? Tôi dọn thuốc rồi. Ờ em thông cảm, bạn anh bị hơi. Trời ơi, bị điên thì đưa vào bệnh viện đi chứ hả? Em đừng có đi theo anh Thanh Hải nghe lời quá hả? Ờ thông cảm nha. Xin lỗi em nha, xui xẻo ghê á. Bởi vậy anh rất là khó làm việc ở những cái nơi mà ồn ào, làm cho mình mất hết hứng. Hay là bây giờ anh mời em về chỗ làm việc của anh, ở đó kín đáo rồi riêng tư yên tĩnh, mình dễ nói chuyện hơn em ha. Thôi nay tôi không có tâm trạng nữa đâu. Ủa vô đây, đi vô đây. Anh thả em ra ngoài, làm cái gì vậy anh? Đứng này, vô đây. Ủa là bà nó không bao xuống, bà làm gì ở đây nữa? Bữa giờ ngày nào cũng thấy bà đi sớm về khuya. Tôi muốn biết là bà làm cái gì.
tôi mới theo dõi bà. Ai ngờ là bà không theo dõi ông Hoàng để định trả thù cho tôi hả? Không cần đâu, tôi đâu còn giận nữa. Không phải, bà hiểu lầm rồi. Tôi ở trong một nhóm công tác xã hội chuyên giúp chị em phụ nữ hả chống bạo hành và lạm dụng tình dục. Tôi phát hiện ra đạo diễn Hoàng này cũng nằm trong danh sách đó. Mà tất cả phụ nữ bị ông hãm hại đều có chung một câu nói là tự nguyện. Nhưng mà họ rất là uất ức. Tôi làm rõ chuyện này chứ. Giống như tôi ngày xưa bị tay họa sĩ. Nhưng mà em có nhất thiết phải làm như vậy không? Cái chuyện bắt người đã có công an người ta lo. Em làm như vậy rất là nguy hiểm. Nè, bây giờ giả sử em chưa cứu kịp được người ta rồi em bị bắt thì sao? Em tính sao đây? Đúng rồi đó Kim. Nhưng mà cái điều hối hận nhất cả cuộc đời của tôi á, đó là để sống với tay họa sĩ đó. Cho nên là em đã tự hứa với lòng của mình, những ai hãm hại phụ nữ đều là kẻ thù của em. Nhưng mà em làm vậy rất nguy hiểm. Nếu như em có bệnh hệ nào, sao mà sống nổi? Thì làm sao ba mẹ em sống nổi? Anh nói rồi á, không được làm chuyện vậy nghe chưa? Alo. Vậy hả? Rồi, chị sẽ đến. Tụi chị phải đi nha. Kim. Khoan đã, bà đi đâu vậy? Nếu mà bà có ý định cản tôi á thì vô ích. Vậy thì bây giờ tôi sẽ không cản bà, mà tôi sẽ tham gia cùng với bà được chưa? Tại vì bất cứ cái điều gì mà liên quan đến ông Hoàng đó thì tôi cũng muốn tham gia. Hồi xưa á, tôi cũng sắp trở thành nạn nhân mà. Em bị điên hả Xuân? Em vừa với anh cản Kim không cho Kim đi mà. Nhưng mà em đổi ý rồi. Ngày xưa em cũng xém trở thành nạn nhân mà. Cho nên á là bây giờ em phải cảnh tỉnh và giúp đỡ những người khác chứ. Còn anh, nếu mà anh không muốn tham gia thì anh có thể đi về trước. Ừ. Anh tham gia với? Thật không? Thiệt. Vậy là tụi mình có thành đồng minh rồi. Nhưng mà bà có chắc á là hắn ở chỗ đó không? Tôi chắc. Cái chỗ này á là chỗ tập kịch chuyên để hãm hại các chị em phụ nữ mà hàng showbiz đó. Cái này á hả, chị em tụi tôi á đã theo dõi rất là lâu rồi. Mà đã gài một bé tên là Thảo đi làm mồi nhử hắn luôn. Mà bé Thảo cũng có nhắn tôi là chiều nay có hẹn gặp hắn đó. Đi đi nha. Dạ tốt rồi, tụi mình đi luôn đi. Đi. Vô đây nè. Dạ, mình tập ở đây luôn hả anh? Ừ, chỗ làm việc của anh rất là kín đáo. Cho nên thoải mái. Dạ. Vậy bây giờ mình tập phân đoạn trước hay sao anh? Đúng rồi, mình tập cái phân đoạn cao trào nhất và quan trọng nhất của phim. Dạ, cao trào là gì anh? Là cái phân đoạn mà em bị bắt hiếp á. Dạ. Dạ. Ngồi xuống đi. À, anh chỉ muốn để cái giỏ xuống cho em thôi. Dạ, cảm ơn anh. À, đứng lên, mình tập luôn nha. Dạ, mình làm luôn hả anh? Ừ. Mình làm gì vậy anh? À, trói em chứ làm gì? Mà trói chi vậy anh? Ủa, cái đoạn này em bị bắt hiếp thì phải trói chúng thôi em chạy rồi sao? Dạ. Có đau không em? Dạ hơi đau nha anh. Đau cảm giác nó mới thật chứ lỏng quá rồi một chút đang diễn rồi nó tuột ra em chạy mất rồi sao? Mình lỏng chút xíu thôi được không anh? Lỏng hả? Dạ. Anh là thích chặt. Dạ hơi đau đó. À, không sao, bây giờ thoải mái nha. Thoải mái. Dạ. Anh muốn làm gì vậy? Mình đang tập thôi mà. À dạ, đang tập hả anh? Anh nói thiệt với em, diễn viên trẻ. Dạ. Mà không nên vừa với đạo diễn thì chừng nào mới có cơ hội tỏa sáng? Đồ cặn bã. Mày trả giá. Từ từ. Đợi xíu nữa. Dạ dạ. Tại anh làm hơi gấp, em hơi sợ. Không có gì hết. Dạ. Để anh nói em nghe. Em biết diễn viên Mộng Quê không? Dạ. Đây là ngôi sao nổi tiếng, thân hình bốc lửa, sexy. Nhưng mà chỉ cần anh hú một tiếng, ngã thấy lòng anh. Nhưng mà tại sao anh thích em? Dạ. Thì em trẻ.
là em mới. Dạ. Anh ơi, bộ anh làm kiểu này với tất cả mọi người hả? Đâu có, mỗi người mỗi kiểu khác nhau mới có nhiều cảm hứng chứ. Em á là anh thích kiểu em phải chống cự lại á. Dừng dần rồi em. Anh mua em ra đi anh. Anh chống cự mạnh lên nữa đi. Cú ra. Thôi thôi thôi, anh thích em nhớ thôi. Chuyện gì vậy? Ai vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy hả? Đúng sao không vậy? Sao không? Anh đúng là đồ cặn bã, đồ biến thái. Cũng may á là tôi không có bị anh dùng mấy cái vai diễn này mà làm mờ mắt. Anh muốn lợi dụng chức quyền với lại công việc của mình để làm những chuyện tồi bại như vậy hả? Nè, anh đúng là làm dẫn đục nghề. Nè, nói cái gì vậy? Cô ấy tự nguyện với tôi. Cái gì? Tự nguyện hả? Kim, anh nói bị oan hả? Ai tự nguyện với anh? Tôi cho anh coi cái clip ha, nãy giờ coi có tự nguyện không ha. Anh đã làm việc này với biết bao nhiêu cô gái rồi, anh còn nói anh bị oan hả? Nè, làm gì vậy? Hù tôi hả? Hả? Khốn nạn. Thì ra định gài tôi hả? Hả? Mấy cô là một nhóm với nhau hả? Bất ngờ chưa? Cho anh thêm một bất ngờ nữa nè. Tụi tôi á là thuộc nhóm tình nguyện chuyên trừng kỳ mấy kẻ biến thái giống như anh vậy đó. Cái gì? Nhóm tình nguyện hả? Em ơi, mấy người tình nguyện sẽ không đi làm mấy cái chuyện thiện nguyện, chuyện gương sáng giúp ích cho đời mà đi làm mấy cái chuyện tào lao chi vậy? Tào lao hả? Hả? Nè, Lục Dân Tiên có thiệt hay chưa? Vậy tôi đâu, mấy cổ đó. Còn bây giờ mời đạo diễn về đồn công an. Ê, đóng vai tội phạm. Ê, đào đào, đi, đi làm gì vậy? Đi. Ê, hai bà. Ủa, đâu có tiêu rồi? Vừa mới nghe tiếng cắt mai với lại tiếng lẩm nhẩm học bài đây mà ta. Mấy bà này giờ này mày đi đâu vậy không biết. Công nhận bà hay thiệt á. Sao bà nghe tiếng bước chân thôi mà biết đã luôn hả? Trời ơi, cái đó gọi là kỹ năng sinh tồn đó bà biết không? Trời ơi, cả cái tháng đi như nào mà không nhắc cái sinh nhật bé tôi, nó muốn nổi não lắm rồi. Nghĩ sao mà trốn được xuân này vậy? Mấy đứa biết gì chưa? Tin động trời, sự kiện đặc biệt trong năm, sinh nhật của tôi chuẩn bị đến. Các bà phải có điều quà tặng cho tôi chứ. Nè, tôi không có đồ hỏi gì nhiều hết. Ít, rất nhỏ. Mỗi bà chỉ cần một cái túi hình ảnh, một đôi giày Chanel, hay là một bộ đồ Dior. Vậy là đủ rồi, tôi không có đòi hỏi nhiều đâu. Nè, lên thay đồ đi, lên thay đồ chuẩn bị đi shopping cho tôi nè. Tôi không có đi được, tại vì tôi phải học bài nè, để thi giữa kỳ nè. Không đi được bà Xuân. Tôi cũng đâu đi được đâu. Ờ, thầy tôi dặn là phải nộp bài gấp. Trời, tôi mới nói thầy gọi luôn. Dạ con nghe thầy. Dạ sao thầy? Con ở nhà nè, con cắt mai liên tục à, con đâu có đòi nửa bước đâu. Dạ. Đó, thấy chưa, thầy gọi tôi đó. Hai bà học có thì lúc nào mà học không được. Với lại hả, trả bài thì trả bài lúc nào không được, trong khi sinh nhật tôi mỗi năm có một lần à. Rồi, đợi chút, 5 phút, gửi mail xong đi chung với bà được chưa? Thôi được rồi, tôi nói thiệt nha, nhìn thái độ của hai bà là tôi biết hai bà không có muốn gì đi sinh nhật tôi hết trơn á. Nếu mà hai người không muốn đi á, thì tôi cũng không cần. Bạn bè như vậy mà cũng là bạn bè được á. Thôi, đi, nè, đi. Tôi không cần. Mới về thôi. Mà đợt này tôi về được có 3 tuần ạ. 3 tuần hả? Vậy là bà Yến sẽ về đây được 3 tuần à, ở chơi tôi. Trời ơi, tôi nhớ bà là người có mén mà. Thôi, bây giờ tụi mình mở tiệc luôn đi. Đúng rồi, mở tiệc mà đi xách pin gì ăn luôn. Đi, đi hết luôn. Sao, 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 sao
hai bà còn nhớ tới sự hiện diện của tôi trong cái ngôi nhà này hả? À, quên. Giới thiệu với bà. Đây, gương mặt này, bà có nhớ không? Đây là Xuân, chúng ta đã gặp ở buổi casting hôm trước đó. À, rất lâu rồi. Chào bạn. À, thì ra đây là người cướp vai diễn đầu tiên của tôi. Trời ơi, báo hại mẹ. Tôi phải đi theo ba mẹ tôi đi qua Mỹ. Thôi quên đi, quên đi, chuyện cũ bỏ qua đi. Bây giờ mình mở tiệc đi, mở liền sắp đây liền. Cái gì vậy, cái gì vậy? Hồi nãy hai bà rõ ràng là hai bà nói là một người là phải bận học bài, còn một người phải nộp bài cho thầy mà. Sao giờ tự nhiên nhào đi vậy? Thì đó là hồi nãy thôi. Đúng rồi, bây giờ hả, tôi thấy cái chuyện học á hả, về rồi tôi học sau cũng được. Chứ bây giờ bà Yến mới về có 3 tuần rồi. Đi mất tiêu rồi, có lần trong năm à. Bà đi nha. Đi thôi, đi thôi. Ê, sinh nhật tôi cũng có một lần trong năm thôi mà. Sao mấy bà lại đối xử với tôi vậy hả? Trời ơi, canh chua cá, gà kho, rau muống xào còn cá nướng nữa. Toàn là những món tôi thích các bạn không? Ê, hey, không có được phụ, thả ra. Đợi Yến về mới được ăn. Gì mà phải đợi? Thì bây giờ tôi đói bụng cho tôi ăn trước đi. Lát nữa ba về ba ăn sau cũng được mà. Không có được. Ở Mỹ về làm gì mà quan trọng quá vậy? Bà Xuân, làm gì bằng ngộ vậy? Từ lúc Yến về là tôi thấy bà thái độ khác hẳn luôn á. Đừng nói với tôi là bà ghen tị nha. Gì? Mắc gì mà tôi ghen tị với bà? Vậy thì tốt đó. Chứ bạn á hả, về thì mình phải đón tiếp bạn đàng hoàng chứ, đúng không? Bạn với bà chắc là bạn tôi. Anh sớm. Ê, đi về. Anh đây. Hôm nay á mọi người làm tiệc đãi em về đó. Anh ngồi đi ăn với tụi em đi. Nè, em ngồi đi. Anh Sơn. Bà Yến nữa. Sao tự nhiên bà lại khoác tay anh Sơn của tôi vậy? Ủa, bà ngộ quá à. Tụi tôi là anh em với nhau. Thì có tay có sao đâu. Ủa mà, khi nào anh Sơn gặp cái bà? Anh Sơn. Hả? Trời ơi. Thôi, thì khoác tay chút có sao đâu. Với lại anh coi tất cả mọi người trong nhà là em út của anh mà. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Không có cho em út. Vậy thì em cũng khoác tay mới được. Ơi. Thôi, bộ không tính cho anh ăn cơm hả? Vậy thì anh qua đây ngồi chung với em nè. Không, anh ngồi chung với em. Gì, phải ngồi chung với em mới được chứ. Không. Thôi, được chưa? Bây giờ ăn cơm được chưa? Nhức đầu quá. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ờ, ăn đi nè. Nè mà, Yến, ăn đi. Anh Sơn. Dạ nè. Trời, nghe nói dạo này anh tập tạ đó. Anh ăn đi cho nó bổ. Cảm ơn em. Anh Sơn là con trai chứ không phải là con heo đâu mà phải ăn thịt nạc. Anh Sơn à, mình cần phải ăn rất là nhiều chất xơ. Ăn rau vô thì mới tốt cho sức khỏe anh à. Ăn gà mới có nhiều đạm chứ. Ăn gà đi anh, ăn gà mới bổ. Ăn thêm rau đi anh, nhiều chất xơ thì tốt. Nghiên cứu khoa học đã nói như vậy rồi. Ăn gà mới bổ. Ăn gà đi anh. Đó, em dành nguyên những rau này cho anh nè anh. Không ai sẽ được ăn rau của anh hết. Gà của em mới ngon nè, anh ăn gà của em đi. Thôi, muốn ăn cơm yên lành cũng không được với hai tụi em nữa. Mọi người ăn đi. Anh Sơn. Anh Sơn. Anh Sơn. Tại bà không đó. Mấy bà thấy chưa? Cũng tại bà Yến nè, bà kiếm chuyện trước. Cho nên bây giờ anh Sơn nhận anh bỏ đi rồi kìa. Bà kiếm chuyện thì có. Tôi kiếm chuyện hồi nào? Hay bà làm cái gì vậy? Bà Xuân nữa. Tại sao bà cứ vậy vậy? Bà biết khó khăn lắm á hả? Yến mới về đoàn tụi với tụi tôi không? Bây giờ bị bà phá hỏng hết rồi nè. Tôi cảm thấy thất vọng về bà ghê luôn á. Thật sự luôn á, tôi cũng thất vọng về bà nữa. Ủa tôi làm cái gì sai? Sao hai bà lại đối xử với tôi vậy vậy? Lúc nào hai bà cũng bình Yến hết trơn á. Cuối cùng á, giờ Yến với tôi, ai là bạn của mấy bà chứ? Ai cũng là bạn của tụi tôi hết. Nhưng mà với cái kiểu của bà như vậy á, thì tôi nghĩ là cái tình bạn này nên xem lại đi. Đi ra ngoài ăn thôi Yến với Linh. Nè mấy bà. Ủa mấy bà sao vậy? Sao hai bà bỏ đi hết trơn vậy? Tôi còn chưa nói chuyện xong mà, giờ cuối cùng ai rửa chén đây? Sinh nhật của mình không ai thèm nhớ hết. Bạn bè kiểu kỳ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
birthday to you. Chúc mừng sinh nhật bạn nha. Tuổi mới nè, thành công hơn nè, và nổi tiếng nữa. À, xin lỗi bà nha, tại vì tôi về mà sinh nhật của bà phải chịu nhiều thiệt thòi. Coi như cái bánh kem này là tôi đền bù cho bà nha. Nè, nhận đi. Bà thổi nến đi. Thổi nến đi. Nè nè, thổi nến trước đi đã. Mọi người làm tôi bất ngờ quá. Thổi nến đi. Nè, tặng cho em nè. Thật ra là hôm nay mọi người biết sinh nhật của em đó, chứ lại sẵn Yến về nên mọi người bày ra kế hoạch chọc giận em á. Thì ra là mọi người cố tình làm vậy hả? Vậy mà làm em cứ tưởng là mọi người không quan tâm em nữa chứ. Trời ơi, Yến là Yến, bà là bà, ai cũng là bạn của tụi tôi hết mà, ai cũng là người tụi tôi yêu quý hết á. Đúng rồi đó, cho nên từ nay tới đi á, đừng có trẻ con như vậy đó nghe chưa. Không ai thèm cướp bạn của bà đâu. Em biết mà, anh sẽ lúc nào cũng quan tâm tới em hết. Anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em như lúc nãy đâu. Đúng không anh? Ê nè 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 nè. Bạn là bạn, nhưng mà cái gì ra cái đó nha. Anh nói anh Sơn là của bạn, anh Sơn là của tôi. Cái gì vậy? Anh Sơn hả? Đồng ý tình cảm của tôi rồi thì anh Sơn là của tôi mới đúng. Không, trời, anh Sơn là của tôi. Thôi thôi, anh đã nói là anh chọn ai đâu. Dạ anh chọn ai? Anh chọn ai? Anh chọn anh đó được chưa? Hôm nay là sinh nhật của Sơn mà, bây giờ mình phải vui vẻ lên. Sơn, cặp bánh sinh nhật đi em. Cũng được. Đúng rồi đó. Được bạn cũng bất tịch. Bất phận. Rồi. Đi, cho đi. 2, 3. Happy birthday. Hey, happy birthday. Hãy chạy theo những ước mơ, vì ta chỉ có một lần hết gió. Mỉm cười khi ta tự tin bước qua chính ta, để chinh phục những gì ta muốn có. Một lần trong ta phải biết say, mà chẳng hối tiếc hay đắng cay. Một mình dòng trời đó.